Chào mừng các bạn đã đến với kênh tổng hợp. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đại tá Bùi Duy Hưng. Đại tá Bùi Duy Hưng sinh năm 1978 là một trong hai giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bộ Công an vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng sinh năm 1978 làm giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Đại tá Bùi Duy Hưng quê tại huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong lực lượng công an nhân dân. Đại tá Bùi Duy Hưng là cán bộ được đào tạo bài bản, chuyên sâu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Trước khi làm giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh, đại tá Bùi Duy Hưng giữ chức phó cục trưởng, thư ký lãnh đạo Bộ Công an. Tân giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh cũng được đánh giá có năng lực tham mưu, đề xuất giúp lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác công an. Trong quá trình tham mưu, đại tá Hưng đã đề xuất ban hành nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch phạm vi toàn lực lượng về đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, nhận nhiệm vụ. Đại tá Bùi Duy Hưng cam kết sẽ đoàn kết nội bộ, phối hợp với các cơ quan trong tỉnh xây dựng lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bộ Công an, tỉnh ủy Bắc Ninh giao phó. Đến thời điểm hiện tại, đại tá Bùi Duy Hưng là một trong hai giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước. Tháng 10 năm 2019, Thượng tá Nguyễn Quốc Toản, sinh năm 1978, cũng được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Bắc Giang khi mới 41 tuổi. Đại tá Bùi Duy Hưng được Bộ Công an điều động nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, đại tá Hưng từng trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ công tác từ cấp cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong công an nhân dân. Chiều ngày 20 tháng 4, tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động bổ nhiệm đại tá Bùi Duy Hưng, Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, thay cho đại tá Phạm Thế Tùng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin ngày hôm sau.